Bali của Hàn Quốc. Và bây giờ thì cũng còn sớm cho nên tụi mình là tranh thủ ghé quán các bạn ở bụng chút trước khi coi phim. Thì ra mình coi phim này cũng nhiều lần nghe nói Long Dịch dạ gái đẹp lắm, cho nên cũng ráng. Hay đây mình muốn coi Long Dịch dạ gái đẹp thế nào, chút cảnh sao. Còn ai, tụi mình á thì mình thích cảnh nóng, nên là mình nóng cảnh nóng của Ý Duyên Thật. Cảnh nóng như vậy trong tập ngoài đời của Hàn Quốc là Kim Cương. Như vợ chồng thật vậy đó. Ở đây tụi mình rất là trong trong chiều phim này. Rồi, thì bây giờ mình ăn trước nha, rồi lát nữa mình sẽ quay lại với các bạn sau. Là một bài xuất hiện lúc mà hai cha con nhận tay nhau lúc cuối phim.
tại sao mình không xây dựng đó là một cái cặp đôi bình thường yêu nhau nên yêu nhau mà lại xây dựng đó là một cái cặp đồng tính với nhau, thì mình nghĩ đó cũng là một cái định lý của đạo diễn phim cũng như là người viết kịch bản muốn xây dựng là cái ai cũng có quyền được yêu thương, ai cũng có quyền được sống vào chính mình hoặc chính mình. Thì bộ phim cũng truyền cái thông điệp của mình cho mọi người đó là mọi người cũng dù là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ được đối xử bình đẳng với nhau. Bên cạnh những ưu điểm mà tụi mình vừa đề cập thì mình cũng xin nói đến một vài khuyết điểm của phim. Thì bộ phim này cũng tồn tại khá là nhiều khuyết điểm. Cái thứ nhất về nội dung phim, thì thực sự nội dung của phim này chưa có lôi cuốn khán giả. Bởi vì khi mình đi xem mình chờ đến khoảng hơn nửa bộ phim thì mình có cảm giác là mọi thứ nó đang loạn. Cho đến khi là qua đến nửa bộ phim mà khoảng 1/3 phim, 1/3 sau của phim thì nội dung nó mới tập trung vào vấn đề chính, và cái nữa là cái mô típ cũng không có quá, nó cũng khá là mới để cho mình tạo được cái tình tiết bất ngờ. Và cái thứ hai á là cái lời thoại của nhân vật, ví dụ cái thời lời thoại của nhân vật nó không đưa cho mình cái sự logic lắm, ví dụ như là những cái người mà giang hồ hay là những cái người mà ở cái tầng lớp mà giống như là anh Hùng Ali với lại những cái băng nhóm á, thì thường á là cái cách nói cũng phải rất là mạnh, ta cũng phải sử dụng những cái câu cũng phải là chợ búa lắm. Nhưng mà bộ phim này á, dường như ai nấy cũng có chung một cái lời thoại, cái lời thoại nào cũng mỹ miều, lời thoại nào cũng rất là nhẹ nhàng với nhau, mặc dù là cái hành động tay chân thì đấm đá nhưng mà cái miệng nói thì rất là văn hoa. Các bạn xem thì các bạn sẽ để ý được cái điều đó. Theo mình đó, với những bộ phim á, thì bạn đã biết là anh Quốc á thường đóng cái hàng phim ca nhạc, cái phim ngắn. Đây là phim dài, nơi đầu tiên của anh chắc là sẽ đuối, gơ. Rồi chị Kim Cương á, bên cạnh anh Quốc á, thì do chị là diễn viên mới nên chị sẽ chị không tốt. Thực ra thì phim cũng tồn tại khá là nhiều tình tiết hơi là vô lý, nhưng mà mình cũng kể được một cái tình tiết nhỏ trong phim nữa. Ví dụ như là cái cảnh mà cái ông này ông bắt hai cô gái lên cao và trói cổ lại, thì mình ở dưới cái góc nhìn, cái Hùng Ali nhìn lên thì cái là phát hiện được là hai người đó đang bị trói. Thì không có một cái người nào mà bắt cóc người khác mà để đến một cái nơi mà hớ hên như vậy, mà có thể là khắp nơi từ đâu cũng có thể nhìn thấy được hết. Thì mình thấy đó là một cái chuyện mà vô lý. Đây là bộ phim hài hành động, thì mình thấy là cảnh hành động của phim thì có màu hài đấy, nhưng mà nó còn chưa có đại diện Việt Nam, những cảnh hoạt động chưa có đại cho lắm. Nói về hài á, từ lúc hài á thì mình có thể nói là cười cũng chưa tới, hoặc là muốn bi á thì khóc cũng chưa ra. Hài với bi thì trong phim nó còn không ra nhẹ. Ngoài ra trong phim có một cái mình lưu ý thế này là góc máy là máy hơi bị tròn và diễn viên làm cho cái hình ảnh ở phía dưới đang xem á nó hơi bị ngọt, nó hơi bị sát quá đi, mình cảm thấy nó không thoải mái với phim cho lắm. Trong phim nó có cảnh là hai cha con gặp lại nhau sau 25 năm xa cách, thì em nghĩ đó là một cảnh máu chốt của phim đã lấy cái mắt của khán giả, thì anh Hồ Ba Ly một phút thì do đó là chúng ta không thể nào khóc được ở cảnh ở cái đoạn này. Đó là cái đó là tiếng của bộ phim, vì em nghĩ đây là điểm nhấn của bộ phim. Có một cái tình huống phải nói là cực kỳ ổn luôn đó, đó chính là cái lúc mà chú Sáu với lại Hùng Ali á biết được, Hùng Ali biết được một cái sự thật, chính là bác Sáu không phải là cha ruột của mình. Thì đáng lẽ ngay cái lúc mà biết được một cái người mà nuôi nấng mình biết bao nhiêu năm không phải là cha của mình thì người xem cũng phải cảm giác rất là xúc động. Nhưng mà tôi còn khúc diễn đơ quá. Nhưng mà em đã vừa nói đó, thì trong phim hai cảnh quan trọng nhất mắt nhất đó chính là cảnh giữa Hùng Ali với chú Sáu Cóc, và cảnh cuối đó, giữa Hùng Ali và cha ruột của mình. Đó là hai cảnh nó thấy nhất mắt rất là nhiều. Nhưng mà khi xem phim hôm hai cảnh này thì hai em hoàn toàn mà nó bị phục thở, nó bị nhẹ, không thể nào khóc được hay hết. Thực sự tóm lại một điều, phim Hùng Ali chưa đem lại kết quả như mình mong đợi ngay từ đầu. Bởi vì phim
truyền thông rất là tốt, phim cũng khiến cho khán giả chờ từ cái ngày mà đưa trailer cho tới cái ngày mà ra rạp công bố. Nhưng mà thật sự khi xem xong thì người xem cảm thấy vô cùng hổng hổng vì cái nhạc, mình phải nói thẳng ra là khá là nhạc nhẽo của cái bản phim. Mình rất là muốn là phim đem lại cho mình nhiều điều hơn thế nữa. Nói chung đây cũng là một tác phẩm đầu tay của Hàn Quốc nên là có thể là sẽ chưa tới, nên là các bạn cũng thông cảm và đến rạp xem ủng hộ Hàn Quốc, và hy vọng những tác phẩm tiếp theo, những tác phẩm sắp tới của Hàn Quốc thì nó sẽ đạt chất lượng cao hơn và sẽ lấy lòng khán giả nhiều hơn, và anh sẽ mãi là một phần trong lòng của những khán giả trẻ từ đó đến giờ.